thưa quý vị. Chinit CHZ Coin là một đồng tiền điện tử được tạo ra để người hâm mộ có thể trao đổi lấy các fan token của câu lạc bộ. Từ đó dùng fan token đó biểu quyết nhằm góp tiếng nói của mình vào việc xây dựng câu lạc bộ thể thao yêu thích. Với cơn sốt NFT gần đây, một số dự án vốn không được đánh giá cao đã trở nên nổi bật trong cộng đồng blockchain. Và trong số đó, không thể không nhắc tới Chinit (CHZ coin), dự án phục vụ cho các đội tuyển thể thao. CHZ là một loại tiền điện tử được sử dụng để mua các fan token trên nền tảng âu Chủ sở hữu Chinit, người hâm mộ có thể mua các token CHZ và sử dụng chúng để bỏ phiếu trong các cuộc khảo sát thăm dò ý kiến của đội bóng họ yêu thích tính đến thời điểm hiện tại chinit đã cực kỳ thành công ở châu âu khi đã xây dựng được các quan hệ đối tác với một số đội bóng nổi tiếng có ba yếu tố chính để tạo thành hệ sinh thái chinit chz yếu tố thứ nhất socio com nơi các token của người hâm mộ fan token được tạo ra và bán để đổi lấy CHZ. Đây cũng là nơi để fan hâm mộ đưa ra các quyết định quản trị, kiếm phần thưởng hoặc đánh cược. Yếu tố thứ hai, Chinit.net là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên trên thế giới dành cho thể thao, cho phép những người yêu thể thao đam mê tiền điện tử có thể đầu cơ giao dịch các fan token hiện có. Yếu tố thứ ba, token CHZ cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ sinh thái Chinit. Chinit ban đầu được tạo ra trên blockchain của Ethereum theo tiêu chuẩn ERC20. Tuy nhiên, sau đó nó cũng có sẵn trên Tron tdx dưới dạng token TRC20 và trên Binance Smart Chain BEP20. Sousayo của Chinit là một sidechain sử dụng cơ chế đồng thuận bằng chứng về thẩm quyền Proof of Authority. CHZ được dùng với các mục đích như sau. Mục đích thứ nhất là thanh toán. Sử dụng CHZ để thanh toán khi muốn quy đổi lấy fan token để biểu quyết hay bình chọn cho các câu lạc bộ. Mục đích thứ hai là chia sẻ lợi nhuận tất cả các câu lạc bộ, các đội tuyển, e-sport, tổ chức thể thao hay giải đấu sẽ cùng nhau đóng góp để tạo lên một hệ sinh thái có thể được sử dụng phần trăm tổng doanh thu của chi phí người dùng dựa trên nền tảng Chinit. Mục đích thứ ba là kiếm lợi nhuận. CHZ cũng giúp cho những tổ chức thể thao cơ hội để có thể kiếm được lợi nhuận, từ đó làm gia tăng cũng như thúc đẩy sự tham gia tương tác từ những người hâm mộ. Tổng nguồn cung tối đa của CHZ là 8 tỷ 888 triệu .888 888.888 CHZ. CHZ token còn có đặc biệt là giảm phát bởi nó có cơ chế đốt cháy như sau. 20% phí giao dịch được bằng CHZ của sàn Chinit.net sẽ bị đốt cháy. 10% doanh thu của việc cung cấp fan token của người hâm mộ từ nền tảng Chinit.net cộng 3 tháng khóa đối với CHZ đã thu thập được. 20% doanh thu dòng NFT và sưu tầm do CHZ phát hành sẽ bị đốt cháy. Điểm đặc biệt của nền tảng chinit chinit được tạo ra để mang đến tiếng nói của người hâm mộ đến với các câu lạc bộ họ yêu thích. Nếu như ở hình thức người hâm mộ thể thao hiện tại, bạn chỉ được xem họ thi đấu trực tiếp thông qua các kênh truyền hình. Đôi khi bạn cũng có thể trả tiền để mua các sản phẩm mà đội bóng quảng cáo. Tuy nhiên, bạn không có quyền kiểm soát đội và các vận động viên nhưng Chinit có thể thay đổi điều này. Có ai mà không mong muốn quyết định của mình cũng có ảnh hưởng đến việc phát triển của câu lạc bộ yêu thích. Chinit đã tạo ra nền tảng cho người hâm mộ nơi tiếng nói của họ có giá trị và nền tảng này có thể giúp họ kết nối đến các câu lạc bộ thể thao. Điều này đang được thực hiện thông qua nền tảng social.com. Đây là một hệ thống quản lý đám đông được vận hành bởi CHZ Token. Social tập trung vào việc mã hóa câu lạc bộ thể thao và mỗi câu lạc bộ có một fan token riêng. Các fan token hoạt động trên blockchain Group of Authority được cấp phép bởi Social và chúng được dùng để biểu quyết. Các câu lạc bộ bán các fan token thông qua hợp đồng thông minh trên nền tảng soulsai.com. Người hâm mộ có thể mua fan token đó bằng CHZ coin. Càng sở hữu nhiều fan token thì càng trở thành người có ảnh hưởng trong câu lạc bộ. Lượng fan token là hữu hạn. Ai đặt trước, mua trước và fan token này gắn với quyền biểu quyết cụ thể Đội ngũ sáng lập của Chinit Đội ngũ sáng lập của Chinit là một nhóm toàn cầu bao gồm 80 người từ 20 năm đất nước khác nhau. Ngoài ra, họ còn có một số lượng lớn cố vấn để giúp Chinit quảng bá về dự án. Những cái tên chủ chốt trong đội ngũ sáng lập Chinit gồm Alexander Drifert là người sáng lập và giám đốc điều hành của Chinit. Ông có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, internet và trò chơi khi ông thành lập Media Tip vào năm 1995, thành lập webcity.com vào năm 1997. Sau đó, đến thế kỷ 21, ông lấn sân sang không gian game trực tuyến và là người đồng sáng lập của Winamax and Ginny Poker. Tiba Tiner Tire là giám đốc công nghệ tại Chinit. Anh ấy bắt đầu với vai trò là CTO của Chinipoker. Poker. Sau đó anh ấy chuyển sang vai trò giám đốc cấp cao tại Bani International. Nền tảng iGaming được sử dụng để quản lý điều hành cờ bạc trực tuyến bằng tiền thật. Mark Novit là giám đốc chiến lược của Chinit và Sosayo.com Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm về chiến lược kinh doanh, định hướng sáng tạo và tư vấn chiến lược cho các doanh nghiệp kỹ thuật số Trong quá khứ, ông đã từng làm việc cho McDonald, Netty và Sosy Manet Ninder là giám đốc đối tác của Chinit Trước đó, ông từng đảm nhiệm vị trí giám đốc truyền thông và tài trợ tập đoàn Betson và liên minh thương hiệu trong hơn 3 năm. Ông cũng đã từng đảm nhiệm vai trò trưởng phòng kinh doanh và tiếp thị tại giải bóng đá Thụy Điển và có bằng thạc sĩ khoa học ngành kinh doanh và tiếp thị của Đại học Stockholm. Các câu lạc bộ thể thao đã hợp tác với Chinit. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có vô số các câu lạc bộ thể thao nổi tiếng đã hợp tác với Chinit để tạo ra những fan token riêng cho họ. Trong đó có thể kể đến các câu lạc bộ bóng đá như Barcelona, Juventus, Arsenal, PSG, AC Milan, Manchester City, Atlético Madrid, AS Roma, Everton, vân vân yếu tố nào sẽ giúp thúc đẩy Chinit tăng giá? Để đánh giá Chinit CHZ coi có tiềm năng hay không, hãy cùng KTV tìm hiểu các yếu tố có thể tác động đến giá của nó. Hiện tại theo KTV đánh giá, nó gồm 3 yếu tố chính như sau. Thứ nhất là mức độ phổ biến của NFT. Sự tăng giá mạnh mẽ của Chinit vào tháng 3 năm 2021 chủ yếu là do sự tăng giá phổ biến của NFT. Gần đây hơn, vào giữa tháng 11 năm 2021, Chinit đã tăng 170% sau khi họ tung ra NFT trong trò chơi dành cho những người nắm giữ fan token. Vào năm 2022 và hơn thế nữa, chúng ta có thể thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với nft mang lại nhiều người dùng tiềm năng hơn cho chinit đặc biệt là những người hâm mộ muốn sở hữu các nft độc đáo liên quan đến đội tuyển thể thao và các hình thức giải trí khác yếu tố thứ hai nhu cầu sử dụng fan token càng có nhiều câu lạc bộ lựa chọn chinit để tạo ra các fan token nhằm kết nối với cộng đồng người hâm mộ thì nhu cầu mua Chilizcoin ngày càng tăng. Dẫn đến giá Chinit sẽ ngày càng tăng và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư chú ý và muốn sở hữu CHZ hơn. Yếu tố thứ ba, tín hiệu tích cực từ thị trường. Hầu hết các đồng coin nói chung chịu sự biến động chung của thị trường tiền điện tử và Chilizcoin cũng không phải ngoại lệ. Điều đó có nghĩa nếu thị trường vào giai đoạn uptrend thì giá CHINIT có thể sẽ tăng và ngược lại. CHZ Coins được ra mắt vào tháng 10 năm 2018 với mức giá khởi điểm vào khoảng 0.016 USD cho mỗi token. Giá CHZ hiện tại 0.24 USD. Hiện nay, CHZ Coin là một đồng tiền điện tử khá nổi tiếng và làm trong top 100 đồng tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường thống kê từ CoinGecko. Vì vậy, quý vị có thể tìm mua ở rất nhiều sàn giao dịch. Tuy nhiên, quý vị nên lựa chọn những sàn giao dịch lớn, uy tín. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ có thêm những thông tin thật bổ ích video mang tính chất chia sẻ và không phải lời khuyên đầu tư ktv không chịu trách nhiệm cho những quyết định của quý vị nếu thấy video hay và bổ ích quý vị đừng quên đăng ký chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất xin cảm ơn